Dạ, mình chào quý bà con và các bạn đến với kênh Lê Nguyễn và nhà vườn của Dương Nguyễn nha. Hôm nay tiếp tục mình giao lưu hoa giấy thành phẩm ghép gốc đế bonsai đẹp nha bà con, cây nhiều màu siêu bông rực rỡ hoa luôn. Sau đây mời bà con và các bạn mình cùng giao lưu với nhà vườn quen thuộc ạ. Rồi anh chào Dương. Chào Liêm nha, chào cô chú đang xem kênh của anh Liêm nha. Hôm nay trở lại nhà vườn chúng em giao lưu cô chú anh chị một số hoa giấy 3-4 màu, có 5 màu cũng có ha. Đế cao nè, sạch đẹp lắm nha cô chú anh chị. Đầu tiên em lên cho mình một cây số 1 nha. Là 5 màu nha. 5 màu thái, ngũ sắc. Dạ, ngũ sắc thái. Rồi, chiều cao của cây là 70 luôn. Hoành 18 nha cô chú anh chị. Tán ngang 60 luôn. Mã số 1 này 370.000, bao ship toàn quốc luôn. 370 ha. Cho mã số 1. Mã số 2. Mã số 2 này là một cây ba một màu tuyết nè, hai màu tuyết, ba màu tuyết với hai màu lửa là 5 màu ha. Cam lửa, đỏ lửa, với hồng gân là 6 màu luôn. 6 màu. À, cây mã số 2, 6 màu. Tổng chiều cao là 80. Hoành thân là 14 luôn. Tán ngang 60, mã số 2 này 370.000. Cho cây 6 màu này luôn. Trắng tiết, tím tiết, hồng tiết, hồng gân, cam lửa, đỏ lửa. Rồi. 6 màu, 370. Mã số 3. Một cây rất là lùng lực ha. Đẹp nha. Cây này cũng nhiều màu luôn mà con ơi. Hồng gân, hồng lửa. À, 3 màu lửa. Một màu lửa, hai màu lửa chứ. Đỏ lửa, hồng lửa. Mày đoán gì nè? Hồng lửa. Cam hả? Cam thái hay cam lửa? Hồng lửa, đỏ lửa với hồng gân ba màu. Ba màu. Ủa, ba màu hả? Ủa này hồng hả? Cao 71 nha. Hoành thân em đo được 22 nha cô chú anh chị. Đây ngay cổ nữa ha. Tán ngang 54 luôn, mã 3 này 370.000. 370.000 cho cây mấy màu lửa này luôn. Rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó. Hồng lửa, đỏ lửa, hồng gân. À. Cây củ đế rất là đẹp nha bà con. Mã số 4. Em lên cho mình một cây Milo Matết ha. Đang có hoa siêu hoa luôn nha cô chú anh chị mình. Đây, nhìn cái cành nữa nè, hoa sệt luôn. Cao 52. Hoành thân 17 ha. Tán 45, mã 4 350.000. Cho cây Milo này luôn. 350.000. Mã số 4. Mã số 5. Là cây cẩm thạch Sakura Lai Cam ha. Cao 58. Hoành thân là 15. Tán ngang 35 luôn. Mã số 5 này 250.000 luôn. Bao ship toàn quốc. 250.000 cho mã số 5. Mã số 6 là một cây cẩm thạch nhiều màu cũng nhiều tầng luôn ha. 3 tầng ha, cẩm thạch 3 màu luôn. Cẩm thạch tím siêu bông, cẩm 4 màu ha. Cẩm thạch trắng, cẩm thạch bờ lai can. 4 màu cẩm thạch luôn. Cao 80 luôn. Hoành thân 22, cái này đó có nhiều tầng em không đo tán ha. Với lại nó có cái thẹo chỗ này hai cạnh nha, nhưng mà nó sống bình thường nha cô chú anh chị mình. Em bán rẻ cho mình 260.000 luôn, em bao ship luôn. Bộ đế bộ rễ nó to lắm ha. 260 cho cây số 6 này luôn. Số 7. Tím bướm ha, đó. Cục rễ luôn. Tím bướm đang nụ rất là cao 57. Hoành thân 16. Tán ngang 45, mã này 240.000 cho mã 7 luôn. Cây tím bướm 240. Rồi, tiếp theo. Mã số 8. Là một cây này mấy màu? 5 màu thái luôn ha. Đó, có mặt hoa hết rồi nha. Cam vàng, đỏ, tím sen, trắng phớt hồng. Một rễ nó một rễ quắn này ha. Chỉ một rễ thôi mà nó quắn vậy đó. Cao là 76 luôn.
vành thân 16. 8050, mã số 8 này 360.000 cho cây một rễ một thân này nè. Và 60 luôn. Mã số 8. Mã số 9 là 3 màu tuyết. Một rễ một thân luôn. Cẩm thạch tím tuyết, trắng tuyết, hồng tuyết. 3 màu luôn ha. Cao 75. Còn thân là 13. 8055, mã số 9 này 280.000 cho cái 3 màu tuyết, một rễ một thân này ha. 280.000. Rồi em xuống mã 9 ha. Mã 10 là một cây cam thái nè, trắng tuyết, trắng phất hồng cam gân. Thái hồng gân như vậy hay không, trắng hồng, trắng phất hồng, trắng hồng, 3 màu ha, cam thái và trắng tuyết. Hiện tại mình thấy được 3 màu. Cao là 95. Hoành thân là 18 luôn. 8070, mã số 10 này 360.000 cho cái 3 màu này luôn. Cái để rất là cao nghe cô chú anh chị mình, đó, rất là đẹp ha. Đó. 360, mã 10. Mã 11 là cây ghép nhiều màu, 4 màu lửa. Hồng lửa, tím lửa, đỏ lửa, cam lửa. Cam lửa với này màu trắng gì nè. Trắng tuyết, 5 màu ha. Cao 62 luôn. Hoành thân 18. 8055. Mã này 350.000. Cây dễ rất là đẹp ha, 350.000. Cho mã 11. Số mã 11. 12. Đó, một cây rụng luôn. 12, một cây lùng lực bonsai, siêu bông. Hồng hồng tiết hả? Hồng tiết. Tiết với ghép pizza ha. Đây, ghép pizza bên đây. Cao 45. Hoành thân 16. 8040. Mã 12 này 240.000. Cho cây hồng tiết này đâu. Mã 12. 13. Sakura và lai cam ha. Cao 50. Hoành thân 15. 8045. Mã 13 này 250.000 luôn. Bao ship luôn. 250, mã 13. 14. Cũng là một cây lùng luôn. 3 màu cẩm thạch luôn. Cẩm thạch và lai can, cẩm thạch trắng, cẩm thạch hồng. 3 màu. Cao 46. Cái đế này rất là đẹp ha. Hoành thân 14 ha. 8039, mã này 240.000 cho cây lùng lực luôn. Mini mà rất là đẹp nha cô chú anh chị, 240. Cho mã 14 này luôn. 15, ghép pizza, 1 cốt. Quá trời bông luôn cô chú anh chị, siêu bông lắm nha. Cao 57 luôn. Cái hoành ngay đây nè, mình 10 ha. 8039, mã này 220.000. Cho cây ghép pizza, 1 cốt này luôn. 220.000, mã 15. 16. 16 là một cây nhiều màu. Hoa đang rực rỡ luôn bà con ơi. 16 là cây nhiều màu hai tầng luôn ha. Cam, cam lửa, trắng tuyết, đỏ lửa, hồng gân. Với hồng lửa nó gì nè. Hồng lửa. Hồng lửa có mặt bông hết nghe cô chú anh chị. Cao 80 ha. Hoành thân 12 luôn. Tán ngang ở trên là 35 ha. Mã 16 này là 350.000. Cho mã 16 luôn. Hồng gân, cam lửa, đỏ lửa, hồng lửa, dạ, trắng tiết. Hai tầng, 350.000. Một cây 5 màu siêu hoa. Mã 17.
cây này cũng ghép nhiều màu. 17 luôn. Mất một rồi. Cũng nhiều màu luôn, hồng tiết, trắng trắng hồng trắng tiết, trắng cẩm thạch. Cẩm thạch trắng, đỏ lửa. À, hồng lửa. Cái thằng này thằng gì nè? Bốn màu. Bốn màu ha. Cao 72. Hoành thân 13. Bán ngang 50, mã 17 này 350.000. Bộ đế rất là đẹp ha, 350.000. Cho mã 17 luôn. Mười tám, cành vàng lá ngọc ha. Dáng bonsai rất là đẹp. 18 luôn, cành vàng lá ngọc luôn. Cao 53, hoành thân 14, tán ngang 50, mã 18 này là 320.000. Đó, cái đế đẹp ha. Cho cây cành vàng lá ngọc luôn, 320.000, mã 18. Em lên mã 19 là cũng 5 màu luôn nè, 4 5 màu rồi nè. À, tím đỏ tuyết lửa, tím lửa, tím tuyết, hồng tuyết, 4 màu. 4 màu ha. Cao 65, quá trời đế đẹp rồi cô chú anh chị ơi. Hoành thân là 16 luôn, 8.045, mã 19 này 350.000. Trời, một thân một rễ đó ha, 350.000 cho mã 19 luôn. Một cây mã 20 cũng rất là đẹp ha. Cây đế quá đẹp. Cũng 4 màu luôn hay gì nè. 4 màu gì nè. 3 màu tuyết, tím tuyết, trắng tuyết, hồng tuyết. 5 màu. Hồng. Lửa. 3 màu tuyết, 2 màu lửa. 2 màu lửa. 5 màu. Cao 63 luôn. Hoành thân 17 ha. 8.045. Mã 20 này là 370.000. Cho mã 20 luôn. Đó, đế rất là đẹp nha. Có màu cam lửa nữa. Dạ. 370. Mã đây 20. Phải cam lửa không? Nếu cam lửa thêm thì nữa thêm được màu nữa. 370.000 cho mã 20 luôn. Rồi xuống mã 20 ha. 21 là một cây cành vàng lá ngọc rất là đẹp ha cô chú anh chị. Đế tàn gì nó cũng đẹp nữa nè, quá trời đẹp luôn. Cao 75 ha. Hoành thân là 13. Tán ngang là 62 luôn. Mã 21 này là 350.000. Cho cây cành vàng lá ngọc mã 21 luôn. Đó, đế rất là quá ha. Rồi xuống mã 21 ha. Mã 22 là hai màu tuyết, trắng tuyết, hồng tuyết, cam lửa. Có đỏ lửa không ta? 3 màu. 3 màu ha. Tàn rất là nhiều nha cô chú anh chị. Cao 63 luôn. Hoành thân 15. 8.065, mã này 340.000. Cho mã 21 ha. 22. 340 cho mã 22 này luôn. Mã 23 là một màu, hai màu, ba màu, bốn màu. Bốn màu thái ha. Mã 23 luôn. Thái vàng, thiếu trắng phước hồng. Dạ. Cao 90. Hoành thân 14. 8.063, mã 23 này là 360.000, mã 23 luôn, 360.000. Thái bốn màu thiếu trắng phước hồng nha bà con. Này chưa. 24. Mã cuối ha. 24. À, mã 24 nha. Là một màu, hai màu, ba màu. Vàng, cam, đỏ, trắng phước hồng, thiếu tím sen. Sen có một bò nguyên thủy nó ra luôn nè. Năm màu luôn. Cao 70 luôn. Hoành thân 13 ha. Để rất là quái. 8.043. Mã này là 370.000. Cho mã 24 luôn. 370. Rồi. Lên mã 25, mã cuối cùng ha cô chú anh chị. À, tím tuyết ghép pizza nè. Phải không ta? Tím tuyết ghép pizza. Hồng tuyết nè. Có mặt bông luôn.
hồng tiết với thằng cam lửa, bốn mèo cao 53, hoành thân 16 hơn nha, tán 40 à. Này do mới cắt tàn mà nó ra bông như vậy ha cô chú anh chị. Mã cuối cùng này em giao lưu 250.000 luôn, bao ship toàn quốc luôn, cây rất là đẹp nha cô chú anh chị mình. Rồi cô chú anh chị mình nào hợp ý thì liên hệ số điện thoại anh Liêm ghim trên màn hình ủng hộ nhà vườn em nha. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Rồi anh cảm ơn Duy Nguyễn nha. Mến chào bà con. Hy vọng bà con mình hợp nhãn và chú ủng hộ những quá số vừa rồi nha. Bye bye bà con. Hẹn gặp lại bà con mình ở những clip tiếp theo ạ.